Xin chào, chào mừng đã đến với Làm Mẹ Vlog. Bà đẻ phụ nữ sinh có được nằm quạt và điều hòa hay không? Đây là thắc mắc của rất là nhiều chị em, đặc biệt là trong thời điểm nóng bức mùa hè như thế này. Đặc biệt là sau sinh ấy, người ta có rất là nhiều những kiêng cữ. Việc kiêng cữ là cần thiết, đúng thôi, nhưng nó phải đúng và phù hợp với hoàn cảnh nữa. Theo cái cụ ngày xưa thì kiêng cữ rất là nhiều thứ. Sau sinh thì phải nằm than này, hơ nóng, không được động nước này, phải ở im ở trong phòng, không được bật quạt cũng như là không được dùng điều hòa. Tuy nhiên, quan niệm này đã là những quan niệm mà lỗi thời và không đúng rồi, mà chúng ta cần loại bỏ. Không nên giữ ấm bằng than nóng, cũng như là các mẹ chúng ta có thể động nước nhưng mà phải sử dụng nước ấm nhé. Và đặc biệt là nếu các mẹ chúng ta sinh vào cái mùa hè nóng bức như thế này ấy, mà không được dùng quạt hay điều hòa thì rất là mệt mỏi và khó chịu. Các bà đẻ mới sinh này, phụ nữ sau sinh, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được quạt điện này, điều hòa, máy lạnh nhé. Không phải quá việc kiêng khem tránh gió tránh lạnh quá khi mà thời tiết oi nóng như thế này, người thì ra mồ hôi, lại nực lại nóng sữa nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ là hạn chế, chỉ dùng khi thực sự cần thiết và dùng đúng cách, để vừa vẫn có sự kiêng cữ sau sinh để tốt cho sức khỏe này, lại vừa có sự thoải mái và mát mẻ cho bản thân nhé. Chúng ta cần lưu ý những vấn đề sau để sử dụng quạt cũng như là điều hòa để tốt cho sức khỏe của mẹ và em bé sau sinh nhé. Một là trong phòng ở. Phòng ở của mẹ và em bé phải có không gian thoáng đãng một chút, mát mẻ và không có gió lùa. Nhiệt độ ở trong phòng ở cái mức bình thường. Nếu các bạn dùng quạt điều hòa ấy, điều hòa thì chúng ta nên để cái nhiệt độ là từ 27 cho đến 29 độ C. Không nên để chênh lệch quá giữa bên ngoài và bên trong nhé. Vấn đề thứ hai là trong những ngày mà nhiệt độ cao ấy, nóng bức ấy, 38, 39, 40 độ C trở lên ấy, thì điều hòa lúc này là một giải pháp tốt và có lợi nhất cho cả mẹ và em bé sau sinh. Mát mẻ này, không bị rôm sảy, mẩn ngứa, ngứa ngáy hay ra mồ hôi khó chịu gì cả. Trong việc các mẹ sau sinh chúng ta dùng quạt điều hòa ấy, thì cần lưu ý là không để gió thổi trực tiếp vào chỗ nằm của hai mẹ con nhé. Chúng ta cần điều chỉnh nhiệt độ ở mức hợp lý này, vệ sinh quạt gió thường xuyên để nó không có bụi bẩn hay là có những vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của mẹ và bé. Cũng không dùng điều hòa liên tục. Trong những thời điểm như là vào sáng sớm này hoặc là ban đêm ý, thì các mẹ chúng ta có thể tắt điều hòa đi, mở cửa buổi sáng để lưu thông không khí cũng như là tránh các loại vi khuẩn gây hại. Đặc biệt là mọi người có một mẹo là chúng ta có thể để chậu nước vào trong phòng để tản nhiệt, để giúp các mẹ và em bé chúng ta đỡ bị khô da hơn. Hoặc là nhà nào có quạt độ ẩm không khí thì chúng ta có thể đặt ở trong phòng nhé. Điều thứ ba các mẹ cần lưu ý là trong những ngày mà nóng bình thường ấy, nhiệt độ bình thường ấy, thì chúng ta nên sử dụng quạt điện hơn, nó sẽ tốt hơn. Các mẹ cần lưu ý là bật ở số nhẹ và số vừa thôi để quạt nó tản nhiệt, nó quay mà không phả trực tiếp vào người mẹ, và nên để xa ra một chút. Khi mà các mẹ chúng ta vừa tắm xong ấy, thì không nên ngồi quạt ngay nhé. So với điều hòa thì việc chúng ta dùng quạt điện sẽ giúp làm giảm nhiệt độ cơ thể một cách an toàn hơn, cũng ít khô da hơn và hạn chế những bệnh về hô hấp hơn. Vấn đề thứ tư là chúng ta không nên sử dụng các loại quạt hơi nước này, quạt phun sương cho mẹ sơ sinh và em bé ở trong phòng ngủ. Tức là nếu nhà bạn chúng ta sử dụng ở phòng khách thì có thể được, nhưng ở phòng ngủ của hai mẹ con thì không nên, bởi vì độ ẩm nó có thể hơi nước phát ra và nó dễ phát sinh những cái vấn đề về nấm mốc, vi khuẩn mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Ngoài ra, các mẹ sau sinh chúng ta vẫn có thể vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ hàng ngày trong những tháng ở cữ mùa hè, nhưng mà phải sử dụng bằng nước ấm, kết hợp với việc chúng ta chế độ dinh dưỡng, ăn uống một cách hợp lý này, vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi điều độ để mau chóng hồi phục sức khỏe sau sinh và có nhiều sữa cho em bé nhé. Còn việc chúng ta dùng quạt điện và dùng điều hòa thì đều được cả, chỉ cần là dùng ở cái mức độ vừa phải, đúng cách là được nhé.